biết khá vô quà nặng chín đa thà thà ma rút khăn quà na tô cha và tê phá văn về tỏa quà năn chà quà năn thà nhịp ba thô thà nhịp ba na hô thà biết khá vô quà nặng chín đa thà ma rút khăn quá na tô cha và tế phá văn chế tỏa quá năn cha quá năn thanh cha niết ba na hô thà biết khá vô đúng rừng không đúng cây từ rừng sinh sợ hãi đúng rừng và ái dục tỳ kheo hãy tịch tịnh thịt mịn bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu. Hãy đốn rừng chẳng chặt cây là rừng dục vọng dẫn đầy quỷ ma. Rừng to rừng nhỏ không tha, không rừng mà sống gọi là sa môn. Bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Và kính mời Ái Minh. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn chị Xuân Mai. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thân Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, Cô Tu Nữ, Khánh An Cô Tu Nữ, Tuệ Duyên và Ái Minh. Kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rạng Đông. Con tri ân cô Tuệ Duyên. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 283. Em cảm ơn chị Trần Đạo. Qua nần chình đa tha mà rút khăn, qua na tổ trà gia tề pha dần, chê tòa qua nần cha qua na thành cha nít, bạn nà hồ tha phi khao vô. Qua nàng trình đa tha mà rút khẳng, qua na tổ trà gia tề pha dần, chê tòa qua nàng cha qua na thành cha nít, bạn nà hồ tha phi khao vô. Qua nàng trình đa tha mà rút khẳng, qua na tổ trà gia tề pha dần, chế tỏa qua năn cha qua na thanh cha niết bàn na hồ tha phu khít kha vô. Đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và ái dục tỳ kheo hãy tịch mịch. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Qua nắng chín đa tha ma rút khăn, qua na tô cha gia tề pha dần, che tòa qua nắng cha qua na thanh cha mi ba na hô tha phi kha vô. Qua nắng chín đa tha ma rút khăn, qua na tô cha gia tề pha dần, che tòa qua nắng cha qua na thanh cha ni ba na hô tha phi kha vô. Hãy đốn rừng chẳng chặt cây là rừng dục vọng ẩn đầy quỷ ma. Rừng to rừng nhỏ không tha, không rừng mà sống gọi là sa môn. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em kính mời chị Trần Đào tiếp theo ạ. À. Em kính mời chị ạ. À. Dạ cảm ơn cô em ơi. Nam mô Bích Tha Giả, Nam mô Thân Ma Giả, Nam mô Thân Kha Giả. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô cư nữ Kệ Duyên, cô cư nữ Khánh An. Kính chào quý anh chị ông đạo tràng, cảm ơn Xích Ái Minh và chị Đặng Đông thấy tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 283. Và năng chim đa ma ru thân và dạ tê va dân chề to qua năng chà qua na thắng chán niết ba na hô thà biết khá vô. Và năng chín đa thà ma ru thân qua na tô cha dạ tê va dân
chệt to qua năng chà qua na thấu cha niết ba na ho thà đức khá vô. Đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng giả dục thì kheo hãy tịch mịch. Đó là khẩu thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và năng kinh đa thà ma rú khăn quá na tô cha và tê á dân chạch to qua năng chà qua na thăng cha niết qua na hô thà biết khá vô. Hãy đốn rừng chẳng chặt cây, là rừng dục vọng ẩn đầy quỷ ma, rừng to rừng nhỏ không tha, không rừng mà sống gọi là sa môn. Dạ cảm ơn Vinh Rất Thanh A đã góp bài ạ. Dạ xin gửi hết lại cho chị Cổ Nhân ạ. Dạ sa phú sa phú, kính cảm ơn Sư Trần Đạo. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 283. Quá na chim đá thá ma vút khăn quá ná tô cha giá tê phá văn chê to quá nành chá quá ná thành chá nếp ba na hồ khá ít khá vô. Quá năng chim đá thá ma rút khăn quá ná tô cha giá tê phá văn chê to quá nành chá quá ná chá nếp bá na hô thá pít khá vô. Quá năng chinh đá thá ma rút khăn quá ná tô cha giá tê phá văn chê to quá nành chá quá ná thanh chá nếp bá na hô thá khá vô. Đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng hòa ái dục, tỳ kheo hãy tịch mịch. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: hãy đốn rừng chẳng chặt cây, ra rừng dục vọng ẩn đầy quỷ ma, rừng to rừng nhỏ không tha, không rừng mà sống gọi là sa môn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Và kính mời Huynh Quá Tha Ná. Dạ, sa thu lần thầy Xích Cẩm Vân. Nam Mô Phật Thà Giá, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sáng Khà Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính la chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh Pháp Cú số 283. Cảm ơn Sĩ Trang Đơn và cô tư nữ Tuệ Duyên cho biết nghe rõ. Và năng chinh đa tha ma ru khăng và na tô cha ya tê pha yang chê toa và nhan cha và na than cha nít ba na hô tha ni thích khá vô. Và năng chinh đa tha ma ru khăng và na tô cha ya tê pha yang chê toa và nhan cha và na than cha nít ba na hô tha phi khá vô. Và năng chinh đa tha ma ru khăng và na tô cha ya tê pha yang chê toa và nhan cha và na than cha nít ba na hô tha phi khá vô. Đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và ái dục tỳ kheo hãy tịch mịch. Bản dịch của Ngài Minh Châu:
Hãy đốn rừng chẳng chặt cây, là rừng dục vọng ẩn đầy quỷ ma. Rừng to rừng nhỏ không tha, rừng không rừng mà sống gọi là sa môn. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thà, dạ con xin được xuống mic chính mời xích nhiệt hình. Dạ sa thú kính cảm ơn Bình Quát Thanh á. Nam Mô Phật Thà, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên xích rạng đông cho Nhật Bình biết cực tín hiệu. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt, dạ đạo tràng vị đạo còn chưa có trả bài thì Nhật Bình kính mời bằng tay. Dạ Nhật Bình nãy giờ có chút việc nên không có theo dõi được. Diệu Trí trả bài chưa? Diệu Trí ơi, Sài Gòn Tâm Pháp ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ bây giờ thì con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 283. Dạ cảm ơn Huynh Bách Thanh Á cho Nhật Bình mẹ học. Tâm Pháp nghe rõ phải không? Rồi Nhật Bình cho Nhật Quỳnh chút xíu ha. Qua nàng chìn đa tháp mà rục khăn qua ná tổ cha gia tề phá văn chạch tờ qua nàng cha qua ná thành cha nếp ba nà hồ tháp phích khả vô đống rừng không đống cây từ rừng sinh sợ hãi đống rừng và ái dục tỷ kheo hải tịch mịn tịch mịch. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và nặng chinh đa thà mã rút khăn và na tô cha và tệ phá văn chà tỏ qua nanh cha và nanh thanh cha niệm ba na hô thà phịt khá bồ. Hãy đúng rừng chẳng chặt cây là rừng lục vòng ẩn đầy quỷ ma. Rừng to rừng nhỏ không tha, không rừng mà sống gọi là sa môn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Vinh Bách Thanh Á, Cẩm Vân, xích Trần Đạo Cô Ái Minh, xích Sương Mai, xích Rạng Đông, cô tu nữ Tề Duyên, Tả Hoan Hỷ, Đình Kỵ Kinh, còn hai người đẹp thì trốn mất tiêu. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh mến mời xích Tâm Pháp nên kệ mình trả bài xong rồi thỉnh pháp sư luôn. Tâm Pháp có nghe âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ mời Tâm Pháp nha. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, con thành kính đại lễ cho Tôn Đức Tăng. Con thành kính đại lễ đại đức Pháp Tính, con thành kính đại lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ và con xin đọc Pháp Cú Kinh 283. Qua nàng chìn đá tha mà rút khăn qua na tô cha giá tề phá dằng chết tò qua nành cha qua na thành cha níp ba nà hồ tháp biết khá vô đúng rừng không đúng cây từ rừng xanh sợ hãi đúng rừng và ái dục tỷ kheo hải tịch mịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Qua năng chinh đa thà ma rút khăn qua na tô cha gia tê pha chăn chè to qua năng chà qua na thân cha ni ba na hô tha biệt kha vô. Hãy đúng rừng chẳng chặt cây là rừng dục vọng ẩn đầy quỷ ma. Rừng to rừng nhỏ không tha, không rừng mà sống gọi là sa môn của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ xích Nhật Quỳnh ơi, Tâm Pháp đọc Bali hay là đọc chỉ thuần tiếng Việt không nhỉ? Tại lâu không có biết giờ đó. Dạ con dạ kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Dạ con kính thỉnh đạo tràng cùng với con dự tâm thanh tịnh hướng về ngôi tâm bảo cùng với con thỉnh pháp sư.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahmacarokadhipati sahambati katanjali antiwaraya jatha santi tasantambarajakkhajatika dese tu thammang anukambimang bacang sattamma peren vinayan jakayang sutan cha ban thang abitham ma cham mang a ko ta yan to cha tu sang cha dan dang ba po tha nay ye parisa ya man che e vang sa ham ba ti ram ma pha ga quan tang a ya cha tha tuôn hi pa quê na tăng bụt thô ca rún nhê na thi qua xa gia tàn ha phu tha gia pa đê na mi ga đa giang ta tu ga tu pan cha quách cha đa vô nay dê a măng ba dê si thăm ma tu ta to ba pu ti sam bun tho anu na tham ma de sanang ma kha quat sa ni de se si san ta nang at tha sit tha kang te na sa thu ai yo phan te de se tu tham ma de sanang Sambhajitha parisaya anukambam bikatawe. Chúng sanh tận cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành trải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên lòng kính thành cung thỉnh, Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời. Từ bi khai đạo độ đời, nhắm vườn lộc uyển ngài dời chân sang. Chuyện pháp luân độ hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nướng hương vị hữu dư nết bàn. Rồi từ đó mở mạng giáo pháp, 45 năm hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích nó rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đèn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tới mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sắng Kha Giá. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt đăng đàn để thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bổn Sư Thích Phật. Dạ, con kính lễ lên chư đại đức tăng và mến chào toàn thể quý vị ở đạo tràng Pháp Cú Kinh tối hôm nay. Dạ, kính cảm ơn quý vị đã cho biết được âm thanh rõ tốt. Trước khi đi vào buổi chia sẻ
qua câu kệ ngôn pháp cú bài học mới, chúng con xin cung kính chư tăng và mời quý vị chúng ta cùng hướng về tâm bảo để làm lễ tấm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng kinh pháp cú tối hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục câu kệ ngôn pháp cú số 284 trên tổng 423 câu. Trước tiên nội dung câu pháp cú số 284 có nội dung như sau. Ya wahi wanato na chitati anumato pi narasana risu patipatha mano watawaso wacho kira pako wa matari. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Bởi vì cho đến khi nào dục vọng của người nam đối với các người nữ dầu là nhỏ nhoi còn chưa được chặt đứt, thì cho đến khi ấy người nam ấy vẫn còn có tâm bị trói buộc tợ như con bê bú sữa ở bò mẹ. Bản dịch của ngài Inda Chanda Chánh Thân. Và như thường lệ thì diễn đàn chúng ta sẽ học sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 284 này. Câu thứ nhất đó là Ya Wang Hi Wanat Hô na chít chát tí. Dạ. Gia văn. Cho đến khi nào khí là bởi vì vanato nghĩa là dục vọng, na chín đã tí, na có nghĩa là thể phủ định không. Chinh đá tí là chặt đứt. Chinh chá tí, chích chá tí. Xin lỗi quý vị, chích chá tí. Rồi chúng ta đi vào câu thứ hai. Anumato pi rasa narisu. Anumato có nghĩa là nhỏ nhoi. Anumato nghĩa là nhỏ nhoi. Chữ pí ở đây á có nghĩa là cũng, hoặc là chữ dầu á
mặc dầu, nếu mà dịch dịch trong cái bản dịch của ngài chánh thân là dầu cho nhỏ nhoi á, nghĩa gốc đó là củng hoặc là dầu, mặc dầu. Dạ. Rồi từ tiếp theo đó là Narasa. Narasa là của người nam, chia theo sở thuộc cách ha. Cũng Nari ở Narisu. Narisu là đối với người nữ, đối với các người nữ. Sẵn đây cái từ này chúng ta sẽ chú ý Anumatano. Anumatano là cái từ thôi, cái từ ra đó muốn ám tuyệt thương ít dầu chút ít. Anumatano là không có cái sự đo lường nhỏ lớn, dầu cho một nhỏ nhoi chút ít cũng không có, cũng cần phải chặt đứt. Rồi chúng ta đi vào câu thứ ba là Patano wa ta wa so. Patamano có nghĩa là tâm bị trói buộc. Tâm bị trói buộc. Tâm bị trói buộc 284. Dạ, tâm bị trói buộc. Vá đây là giống như nó là ý vá. Ta quá là nghĩa là cho đến khi ấy. Ta quá là cho đến khi ấy. So là người nam. Người nam ấy, nếu đúng là Sonaro, người nam ấy, hay là Sopuriso, người nam ấy. Và câu thứ tư là Wacho Kira Bako wa Matari. Wacho có nghĩa là con bê, con bò con ha, cái con bê. Kira Pako wa là Kira Pako iwa đó. Kira Pako có nghĩa là bú sữa. Iwa là giống như, tợ như. Và từ cuối cùng là Matari là con bò mẹ. Hay là Matari là mẹ đó. Cái từ ám chỉ cho mẹ, ở đây là con bò mẹ. Dạ, như vậy là chúng ta đã điểm sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 284. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 284 có nội dung như sau. Yawahi wanato na chichati Anumato pi narasa narisu bati patha mano wa tawaso wacho kira pako wa matari. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắng nghe về
duyên sự cũng như là tích chuyện liên quan đến câu kệ ngôn pháp của số 14. Và quý vị là câu kệ ngôn pháp cú số 284 này có cùng duyên sự cũng như là tích truyện với câu pháp cú kệ ngôn số 283. Nhóm hai câu pháp cú này liên quan đến những vị tỳ khưu lớn tuổi hay là những vị tỳ khưu già, Mahalaka Thera. Những vị tỳ khưu lớn tuổi. Nhóm hai câu pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết nói lên tại chùa Kỳ Viên Chetavana, đề cập đến những vị tỳ khưu lớn tuổi. Ở trong thời Đức Phật, thưa quý vị, thì sau thời kỳ đầu, trong khoảng thời gian đầu của Phật giáo, là những vị xuất gia trẻ tuổi, đa phần là trẻ tuổi, có nhiều sức sống. Và những vị đó xuất thân đa phần là từ hoàng tộc hay là trong cái giai cấp có học thức, trong những cái giai cấp thương gia giàu có và có cái ý thức chán ngán cuộc đời, tìm cái nơi phương pháp để mà thoát khổ. Và tất cả những vị đó ba la mật đã rất là đầy đủ, cho nên khi nghe đến Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác đang truyền bá giáo pháp, và khi có cơ hội nhân duyên gặp đảnh lễ và thính pháp từ Đức Thế Tôn, thì các vị đó đã thành tựu những cái ước nguyện của mình và hiểu thông chánh pháp, cũng như là đã đạt được những cái thành quả tốt đẹp từ thánh đạo hữu học cho đến thánh đạo vô học. Nhưng kể từ thời gian Phật giáo phát triển, sau khi thành lập, thì mở rộng ra nhiều nơi, và khi ấy dân chúng biết đến Phật giáo càng ngày càng nhiều, và cái số lượng người đến thính pháp, nghe pháp, học pháp mà xin xuất gia cũng từ đó mà tăng. Và cái số lượng nhiều thì đồng nghĩa đối với việc là có người thì thành tựu những cái thiện pháp do cái công đức ba la mật đã đầy đủ trong quá khứ, và nhờ cái nhân duyên hiện tại gặp được Phật pháp. Và cũng có nhiều người đến với Phật pháp bởi nhiều cái lý do khác nhau. Và trong cái trường hợp này, những vị tỳ khưu lớn tuổi sau khi suy nghĩ rằng chúng ta đã lớn tuổi, không còn cái lợi ích gì ở trong xã hội, cũng như là làm những công việc nặng nhọc, đến cái tuổi xế chiều về hưu. Và theo cái thói thường, thói quen của người Ấn Độ ngày xưa cho đến ngày hôm nay, khi có cái sự tuổi xế chiều, họ sẽ tìm đến cái sự trau dồi về tâm linh để chuẩn bị cho cái cuộc sống kế tiếp. Thì nhóm bạn thân, những người bạn thân từ niên thiếu cho đến tuổi lão niên bàn bạc với nhau và đồng ý với nhau rằng đến gặp Đức Phật để mà xin xuất gia. Nhưng bởi vì do cái thói quen xã hội cũng như là nhân duyên gặp giáo pháp đến xuất gia, nhưng do tuổi già sức yếu, trí tuệ không còn minh mẫn, các vị này xuất gia vào trong giáo pháp gặp nhiều cái trở ngại. Cái trở ngại đầu tiên đó là cái việc học kinh điển không có thông,
do là trí tuệ không còn minh mẫn, không còn sáng suốt, không còn nhạy bén, giống như là tuổi thiếu niên. Và cái bất lợi thứ hai đó là cái việc do là tuổi già sức yếu và cái thói và cái thói quen được cung cấp được lo chăm sóc bởi vợ con cháu khi còn ở là tại gia cư sĩ, cho nên cái trở ngại trong cái việc trì bình khất thực, phải thức sớm, phải đi đoạn đường xa, phải đi đầu trần chân đất, phải đi khất thực từng nhà, thì những cái vị sư xuất gia lớn tuổi khó làm được. Và bởi vì những cái khó khăn đó, các vị này đã tìm một cái cách bàn bạc với nhau, tìm một cái cách vẫn xuất gia sống đời sa môn được, nhưng mà sẽ giảm bớt những cái khó khăn đó. Ví như thay vì là sau khi xuất gia sẽ ở trong cái khung viên chùa gần nơi hương thất Đức Phật, hay gần nơi những cái cốc liêu của những cái vị đại đệ tử, những cái vị dỗi về Phật Pháp để mà học hỏi. Các vị này bàn bạc với nhau cất một cái am thất đủ để mà che mưa che nắng ở bên ngoài gần với lại khuôn viên chùa để tiện cho cái việc đi đứng. Và kể cả cái việc mà đi khất thực khó khăn thì các vị này cũng bàn bạc và nhất trí với nhau là cho dù khất thực ở đâu, dù có nhiều thức ăn hay là có ít thức ăn, thì hãy đi đến trên con đường này, đi ngang qua những ngôi nhà của chính mình. Ở nơi đó có con, có vợ, có gia đình, có quyến thuộc. Chúng ta hãy dặn họ nấu sẵn thức ăn để mà đặt bát khi các vị này trì bình khất thực. Và trong nhóm những gia đình đó thì có một cái gia đình có một cái người vợ của một cái nhóm sư này đó là một cái người rất là khéo tay, nấu ăn rất là ngon. Bà được có tên là Mathurapanika hoặc là Mathurapachika, nghĩa là bàn tay thiện xảo. Chúng ta có cái từ hay nói cho những cái người nội trợ giỏi đó là khéo tay hay làm, hoặc là những cái bà nội trợ xuất sắc. Thì cả nhóm bàn bạc với nhau như vậy, trên đường cất thực thì tụ tập họp lại nơi ngôi nhà của gia đình này để mà thọ thực, sau đó đi về cái am thất riêng của mình. Thì trong chú giải không có nói là cái nhóm này gồm bao nhiêu vị sư lớn tuổi xuất gia, nhưng mà quý vị có thể hình dung được có một nhóm vị là bạn từ thiếu niên cho đến lão niên và cuối cùng sinh đi xuất gia. Cái câu chuyện này nếu mà dừng lại tại đây đó thì quý vị thấy rằng đây là một cái nhóm rất là tốt. Và cái nhóm này phải nói là mình bây giờ tìm không có đâu, khó mà tìm được một cái nhóm bạn như vậy lắm. Từ nhỏ đã chơi thân với nhau, lớn lên làm ăn cũng giúp đỡ lẫn nhau, và khi mà lớn tuổi thì tìm đến cái Phật Pháp đi xuất gia. Chúng ta bây giờ chúng ta lớn tuổi, có nhiều vị ở đây cũng lớn tuổi, mà bây giờ các sư hay là các quý cô hay là các bạn đạo hữu hay là tất cả những cái người trong gia đình ủng hộ hay là kêu gọi cho cái việc mà vào chùa để tịnh tâm tu học,
trong cái khoảng thời gian xế chiều, hoặc là xuất gia làm một vị sa môn, một vị nữ xuất gia, một vị nam xuất gia. Thì đôi khi chúng ta là người học Phật Pháp, chúng ta biết Phật Pháp, nhưng đối với cái việc xuất gia cũng còn là một cái việc chúng ta còn đắn đo suy nghĩ, chứ chưa có thể làm được giống như là cái nhóm các vị sư già này. Nhưng câu chuyện nó còn vẫn tiếp tục. Thì cái người nội trợ được mệnh danh là bàn tay thiện xảo đó, hay là khéo tay làm đó, do là sức già, tuổi già sức yếu, và sau một thời gian hộ độ cho nhóm các vị sư già này, thì cái cô đó mình gọi là bà đi, cái bà đó đã qua đời. Đối diện với cái sự mất mát riêng đối với gia đình, tức là người vợ của mình, và các vị sư khác thì là một cái người hộ, một cái người thiện tín nữ hộ độ cho mình một cái thời gian dài, và là người giảm bớt cái sự khó khăn trong cái việc khất thực của mình. Thì khi hay tin bà qua đời đó, thì nhóm các vị tỳ khưu này đã khóc than, đã kể lễ và có nhiều cái sự nuối tiếc. Và cái sự nuối tiếc khóc than này đã làm gây tiếng ồn đến chư tăng và đã đến tai Đức Phật. Đức Phật ngài hỏi cái nguyên nhân tại sao có những cái âm thanh tiếc nuối khóc than như vậy. Sau khi biết được cái nguyên nhân đó rồi á, thì Đức Phật ngài đã sách tấn khích lệ bằng cách là ngài chỉ cho nguyên nhân, cái nguyên nhân tại sao mà phải than, phải thương tiếc, cũng giống như là một cái lời chúng ta gọi là đi chia sớt cái nỗi buồn đó. Như Đức Phật đó, Đức Phật ngài dùng cái pháp để mà ngài mở khai nhãn cho nhóm vị tỳ khưu này thấy được cái nguyên nhân sâu xa, và ngài muốn tế độ cho nhóm vị tỳ khưu già này bằng cách là Đức Phật ngài kể lại một cái tích truyện, kể lại một cái tích truyện ở trong. Quý vị còn nghe được âm thanh rõ không ạ? Cái tai phone nó bị hết pin. Dạ, cảm ơn quý vị. Đức Phật ngài đã dùng một cái cách đó là ngài thuyết một cái thầy pháp liên quan đến cái nhóm vị tỳ khưu già này, cũng là cái sự kiện trong thời thở xa xưa đó. Thì có một lần nọ, những con quạ, tiếp hiện tại là những vị tỳ khưu già và cái người nấu ăn khéo léo là những con quạ, và cái người mà có bàn tay khéo léo đó là một con quạ cái, một con quạ mái. Một hôm á, đi kiếm ăn dọc bờ biển thì bị sóng biển đó nó cuốn vào và con quạ đã bị chết. Và những con quạ khác đó, con quạ trống tiền thân là những vị tỳ khưu già đó, cũng đã khóc than y như là những vị tỳ khưu này đang khóc than cho bà nội trợ khéo tay vừa qua đời. Ở trong thời quá khứ đó, Đức Phật ngài cũng là một cái vị, hình như là trong bản tiếng Anh dùng là một vị thần biển,
đã nói lên một số bài cái việc mà những quả khóc quả mà là apina pahuka santa mukhancha parisasati tramanana parema puratena mahodathati. Quai hàm ta đã mỏi, miệng mồm ta đã khô, ta không tác vơi nước, biển lớn lại đầy tràn. Cái việc mà những con quạ trống khóc than và muốn cứu cái con quạ mái khi bị sóng biển cuốn trôi, nó gợi nhớ cho cái việc trong truyện cổ tích Việt Nam chúng ta cũng có một cái câu chuyện của sự tích về con giả tràng xây cát biển Đông đó. Giả tràng xây cát biển Đông nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, cũng lấy cái công sức nhỏ bé mà đấu lại với thiên nhiên, muốn chở cát để mà lấp biển, đòi lại cái viên ngọc trai, cái viên ngọc quý giá. Cái việc mà những con quạ nó khóc than và tìm để cứu vớt cái con quạ mái của mình á, thì cái công việc đó nó quả là vô ích. Và trở lại cái bài, cái thời hiện tại, sau khi Đức Phật Ngài đã kể một cái câu chuyện quá khứ nhằm xoa dịu cái nỗi đau cho các cái vị sư già này, và sau đó Ngài đã chỉ ra: này các tỳ khưu, sở dĩ các thầy gặp phải khổ đau này là tại vì khu rừng tham sân si phải đốn tuyệt khu rừng ấy thì các thầy sẽ hết cái đau khổ, sẽ hết cái giải thoát. Bằng cái lời khéo léo, sách tấn khích lệ làm cho giảm bớt cái sự đau buồn và chỉ rõ cái nguyên nhân dẫn đến cái sự đau buồn, đau khổ và cái cách để mà ngăn chặn cũng như là dứt trừ cái sự đau khổ trong tương lai, Đức Phật Ngài đã tiếp độ những cái vị tỳ khưu già này sau cái thời pháp sách tấn nhắc nhở và tế độ của Đức Phật đã chứng đắc quả thánh hữu học là tu quần đạo, tu đô quần quả. Xong qua cái tích truyện này thì Đức Phật Ngài đã, qua cái sự kiện này, Ngài Đức Phật Ngài đã ngâm lên hai cái câu kệ, và hai cái câu kệ ngôn đó được sắp xếp trong kho tàng Kinh Pháp Cú số 283 và 284. Đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và củi gỗ, tỳ kheo hại thoát ly. Khi nào chưa dứt sạch dây tình giữa trai gái, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Một cái bài thơ dịch giả cẩn đề của Ngài Thiền Sư Pháp Minh. Qua cái duyên sự này, bà hộ tăng nay đã mất rồi, sư già khóc tợ trẻ mồ côi, vắng người dân phụ đồ ăn uống, thiếu kẻ lao qua chỗ đứng ngồi, khát sữa bò con mơ tượng vú, thèm cơn quả trống ướt ao mồi, dây tình trai gái còn miên viễn, biển khổ trầm luân mãi mãi trôi. Đây là sự tích cũng như là tích duyên sự của câu Pháp Cú kệ ngôn số 283 và 284 liên quan đến đại đức, những vị sư già. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta cái tích chuyện chúng ta
học được một cái học, đó là chờ đợi đang cho rất thiếu nhi đó, chưa có đủ khí mà học ở những Phật thiếu nhi ở xa, hay là quốc vị sa môn hướng dẫn cho Phật pháp, làm lành tránh dữ, giữ tâm hiền thiện rất là sớm. Phải nói đó là một cái điều may mắn rất là lớn cho cái tiểu thiếu nhi. Ví như là dạy cho thiếu nhi đọc kinh, dạy cho thiếu nhi có cái tâm từ, bằng cách buổi chiều dẫn ra hồ cá, thay vì những nơi khác là dạy cho cách câu cá thư giãn, thì những cái nơi quốc giáo đó dạy cho những cái em bé chia sớt cái tình thương, cũng như chia sớt thức ăn bằng cách là cho thức ăn lên cá, mua bánh mì, mua thức ăn để mà cho cá ăn. Đơn giản những cái cách như vậy là những em bé đó chúng ta gọi là những em bé may mắn. Có phước thì chưa hẳn cái phước ở trong quá khứ thì mình chưa có xác định, mà chúng ta sẽ có thể xác định đó là những cái nơi mà những em bé sinh ra có một cái môi trường rất là may mắn, tiếp xúc với lại những cái vị có cái tâm thiện, ngay cả cha mẹ ông bà cũng có cái tâm thiện. Nhưng ở tuổi thiếu nhi, ở tuổi thiếu nhi thì chưa có cái ý thức, chỉ là một cái thói quen. Nhưng tới cái tuổi thiếu niên, tuổi 15, 16 bắt đầu có cái ý thức, bắt đầu chập chững đi vào đời, thì chúng ta bắt đầu nhận thức được cái việc xấu, cái việc tốt. Đôi khi nhận thức đó nó còn mơ màng, mơ hồ, bởi vì cái việc xấu, cái việc tốt nó vượt vào tập thể về cái quy ước chung của xã hội. Nó chưa hẳn là cái việc tốt đó là cái việc thiện và cái việc xấu đó là cái việc ác. Nhưng do là cái quy ước chung, thí dụ như là đánh trộm bắt cướp, theo xã hội đó là cái việc tốt, nhưng theo về cái xét về cái thiện hay cái ác, đó là bằng tâm sân và với cái hành động đánh đập, thì đó là cái việc không tốt. Rồi khi đến độ tuổi trưởng thành và đến tuổi lão niên, chúng ta có một cái sự dày dặn ở trong kinh nghiệm, hoặc là dày dặn trong cái sự tìm hiểu rõ ràng để phân biệt đâu là thiện ác, đâu là sự trong sạch và sự ô uế. Ngay cả khi chúng ta đã nhận biết được như vậy rồi, nhưng mà đối với cái việc xuất gia, chúng ta cũng cũng chưa có quyết định được. Ngay trong cái câu cái tịch truyện, cái duyên sự này, thì chúng ta có những cái bài học, đó là đừng có chờ đợi cái thời gian, đừng có chờ đợi khi nào ta làm thiện, khi nào chúng ta đi chùa thì chúng ta mới nghe pháp, khi nào chúng ta gặp vị sư chúng ta mới làm phước cúng dường. Thì hãy nên tận dụng những cái cơ hội, khi nào tâm của chúng ta muốn làm thiện, muốn bố thí, muốn làm điều tốt, hãy làm và nguyện. Đó là những cái pháp ba la mật, những cái phước báo mà hỗ trợ làm cho tâm của chúng ta đủ cái dũng mãnh, đủ cái sự quyết định. Khi gặp Phật, chúng ta có thể hết mình, quên mình, không có do dự để mà học Phật, tu Phật. Không phải bắt buộc là phải xuất gia, nhưng mà phải dành hết cái khả năng để mà học Phật và tu Phật. Bởi vì khi mà chúng ta không có cái tâm nguyện như vậy đó, chúng ta sẽ
có cái thờ ơ. Khi nào đến lễ, nhất là lễ rằm tháng tư, rằm tháng bảy, hay là lễ nhập hạ, lễ ra hạ, lễ cái dân y cá tí ná, thì những cái thời gian đó chúng ta mới có cái sự chú ý trong cái việc mà làm phước cúng dường. Còn những cái thời gian khác thì chúng ta sẽ bị thờ ơ. Thì như vậy cái khả năng hay là cái xác suất chúng ta dính chặt, gặp lại và có cái mối duyên với cái Phật Pháp đó, nó rất là mỏng manh. Quay lại cái duyên sự, quay lại cái nội dung câu pháp cú số 284 này, kể cả số 283, Đức Phật Ngài nhấn mạnh về cái việc đó là cái căn nguyên, cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau trong cuộc đời. Mà trong cái duyên sự đó là sự mất mát của cái người hậu tăng, dẫn đến cái sự than khóc của các cái vị sư lớn tuổi. Cái căn nguyên đó Đức Phật Ngài nói đó là ái, là tham. Và trong cái kinh Chuyển Pháp Luân á, trong kinh Chuyển Pháp Luân thì cũng đã đề cập đến cái căn nguyên đó, như là idang kho pana pikkhave dukkha samudayang ariya satchang yayang tanha bono pavika nandira rasa gata tatra tatra pini nandini sayati dang kama tanha bhava tanha vipapa tanha. Đó là một đoạn trong kinh Chuyển Pháp Luân nhắc đến. Này các tỳ khưu, đây chính là chân lý cao thượng về nguồn gốc của sự khổ. Chính ái dục là nguyên nhân của sự tái sanh. Ái hợp với tâm thiết tha khao khát bám víu vào cái này hay cái kia chính là dục ái, đeo níu theo nhục dục ngũ trần. Hữu ái đeo níu cho sự sinh tồn, và phi hữu ái đeo níu cho sự ý tưởng không sinh tồn. Đó là Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh trong cái việc ở trong cái thời điểm này, Đức Phật Ngài nhắc nhở khích lệ cho nhóm các vị tỳ khưu già này với cái cũng cái ý đó là nguyên nhân là tứ diệu đế, là sự tập đế, là ái. Nhưng Ngài nhắc trong cái sự kiện là có cái người vừa mất. Và trong cái sự hiểu biết của những cái vị tỳ khưu già này, cho nên sau hai cái bài này, họ đã đắc được thánh đạo, tu đầu hoàng đạo, tu đầu hoàng quả. Trong trường hợp khác thì Đức Phật Ngài sẽ thuyết nguồn gốc của cái sự đau khổ trong cái hình thức khác. Và Ngài, Đức Phật Ngài ví, Ngài ví trong cái sự mà luyến ái đó, nó giống như là bò con với bầu sữa mẹ, bầu sữa của con bò mẹ đó, lúc nào nó cũng quay quanh và đòi hỏi, cũng như là bị buộc ràng với cái bầu sữa mẹ khi mà bò con khác. Nói về cái việc mà luyến ái đó, nó liên quan cái từ trong bình thường chúng ta hay sử dụng, đó là cái tình cảm. Nếu nói luyến ái hay là ái dục, tham ái thì nó hơi chuyên môn Phật Phật giáo, nó hơi là nhưng mà chúng ta nói cái từ tình cảm thì nó sẽ rất là hiểu và bình dân. Và cái tình cảm này nó bao gồm luôn cả cái thương yêu, ghét, giận, hờn, vân vân. Chúng ta cũng hay làm lạ. Nhưng mà cái tình cảm đấy nó có rất là nhiều công bậc. Quý vị để ý thấy là từ ngàn xưa, từ những cái ngôn ngữ khác nhau, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa,
nhiều nhạc sĩ, nhiều nghệ sĩ họ đã sáng tác, đã họ trình bày những cái cung bậc cảm xúc trong cái tình cảm, từ hỷ nộ ái ố qua cái lời nhạc, qua cái lời thơ, từ từng thời kỳ đều có một cái cách diễn tả khác nhau. Cho nên cái việc mà tình cảm hỷ nộ ái ố đó nó khó mà phân biệt được. Nhưng ở đây chúng ta có thể phân biệt tóm gọn đơn cử như là cái việc trong cái ái luyến tham dục về cái thể xác, cũng giống như là câu Pháp Cú nói về cái sự ham muốn giữa cái xác thân người nam và người nữ. Và cái thứ hai chúng ta có thể tóm gọn nói được, đó là cái sự ái luyến hay là hỷ nộ ái ố trong cái tâm thảm, trong cái tâm hồn. Cả hai cái xác thân và tâm hồn liên quan đến cái việc mà ái luyến đó, thưa quý vị, là cũng không có thoát khỏi cái khổ đau. Cho dù chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi được người khác quan tâm hay là mình đã quan tâm người khác, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó đặt trên cái nền móng là ái luyến, thì chắc là thưa quý vị, cái hạnh phúc đó nó sẽ dẫn đến cái khổ đau. Cũng giống như là ăn cái món đồ vật không giữa người hoặc thú, cả cái đồ ta có ví dụ đơn giản. Dạ, Đại Đức đã rất mít rồi. Hình như là điện thoại. Dạ, con thấy sư trả lại rồi. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, vì có nghe được âm thanh lại chưa? Quý vị, thì khi cái sự yêu thích hạnh phúc dựa đặt nền móng trên cái sự yêu thích đó, thì khi cái đồ vật đó nó không còn nữa, nó không còn nữa ở đây có nghĩa là bị mất, bị trộm mất, hay là bị hư hao, hay là bị vỡ nát, thì lúc đó chúng ta sẽ bị đau khổ. Thì lúc đó chúng ta có thể nói rằng cái hạnh phúc khi mà chúng ta nhận được cái đồ món đồ đó bao nhiêu, thì cái sự đau khổ đó nó sẽ càng tồi tệ bấy nhiêu, có thể là gấp đôi, gấp ba nữa. Yeah. Cho nên có một cách để mà giải quyết vấn đề, đó là cái tình thương, cái tình yêu, và đặt trên cái nền móng là từ bi. Thì lúc đó mong thương tiếc, tiếc nuối hay là cái sự đau khổ khi mà cái người thương thay lòng đổi dạ, hay là cái con vật mà chúng ta yêu mến nó không còn ở với chúng ta, cái đồ vật mà chúng ta yêu thích nó bị hư hao, bị hủy hoại. Và cái tình thương từ bi ở đây, đôi khi chúng ta sẽ lạm dụng cái từ đó để ám chỉ hay là để nói lên cho cái việc mà thương thương người hay là tình thương của Bồ Tát. Để rõ ràng hơn thì quý vị có thể tham khảo lại cái bài kinh Metta Sutta, cái bài kinh từ bi đó. Và cái bài kinh này thật ra quý vị tìm hiểu thì rất là hay. Cái bài kinh này
quý vị có thể nghĩ rằng là những cái bài kinh hộ trì đọc tụng những cái bài kinh này thì chúng ta không có cái sự hoảng sợ hay là trừ ma tà. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu rõ cái bài kinh này thì chúng ta cảm nhận một cái sự tình thương, một cái sự yêu mến, yêu quý phát sanh từ cái sự từ bi. Ở trong đây Tịnh Đạt xin đơn cử cái tình thương được ví như, được ví như sao? Như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả chúng sinh. Từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới hòa vanh mình, không hẹp hòi oan trái, không giận hờn oán thù. Khi đi đứng ngồi nằm, bao giờ còn tỉnh thức, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phẩm hạnh chính là đây. Dạ, yeah, đây là ba cái đoạn kinh số 7, số 8 và số 9 ở trong 10 cái đoạn kinh trong bài kinh Metta Sutta, kinh từ bi, hay là được phổ thơ như vậy: như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cái ngàn đẳng vui cười vì con, dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa. Chúng sanh trong cõi ta bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Vân vân. Thì đây là một cái cách, là một cái phương pháp để mà chúng ta có thể chuyển. Chúng ta không có cắt đứt, giống như là Đức Phật dạy ngay trong cái lúc này được, là cắt đứt cái khu rừng của ái dục, của tham sân si, của phiền não, mà chúng ta hãy cố gắng chuyển cái sự ái luyến, cái tình thương bám víu, bám chấp giữa người với người, giữa người với vật, giữa người với thú. Hãy chuyển cái tình thương, cái sự bám víu đó bằng cái sự chiều mến, bằng cái lòng từ bi. Giống như trong bài kinh Metta Sutta thể hiện, giống như là một người mẹ yêu thương một đứa con độc nhất của mình, không vì mưu lợi, không phải nuôi con để nuôi con, để con nó nuôi, hy vọng con nó nuôi lại mình, hoặc là nuôi con để mà mong có thể tìm được cái sự giàu sang phú quý, mà chỉ đơn giản là nuôi con để cho con mong rằng con tránh được những cái sự nguy hiểm, nuôi con mong con sẽ được trưởng thành, sẽ được khôn lớn với cái tình thương như là người mẹ đối với người con như vậy, không vì bất cứ một cái mưu lợi nào hết. Ngay cả cái việc mà thương yêu nhau giữa nam, giữa nữ, giữa vợ, giữa chồng, đôi khi nó cũng còn dính mắc. Mình thương, mình muốn người đó như ý mình, thì đó là cái sự mong của sự đau khổ. Nếu mà cái sự mong muốn đó không được như tội nguyện. Thì qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 284 này, Tịnh Đạt xin chia sẻ về cái duyên sự và cái ý nghĩa. Mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn có được cái sự mát mẻ, có cái sự tu hành tinh tấn trong cái lời dạy, cũng như là trong cái sự học hỏi Phật pháp, đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin kính mời cô Cẩm Vân quay lại với lại đạo tràng. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 284 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân minh.
Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa buddha na kha vena sada sati phavantu te Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa dhamma na kha vena sada sati phavantu te Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa sangha na kha vena sada sati phavantu te. Tất cả phương quang có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh hành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thường tọa minh hành đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hơn.